đã có hơn 5.000 lượt tiêm vaccine dại ở khu vực Đông Nam Bộ trong tháng 1 vừa qua, tăng 25% so với tháng 12 năm 2022 và tăng gấp 4 lần so với tháng 11 trước đó. Ở phía Bắc, từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận 99 trường hợp bị chó mèo cắn đến tiêm phòng dại, trong đó có 56 trường hợp nguy cơ cao phải tiêm huyết thanh dại. Tình trạng người bị chó mèo nghi dại cắn cũng gia tăng ở nhiều khu vực khác trên cả nước như miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia y tế cho biết, nguyên nhân là đầu năm, người dân thường xuyên giao lưu, đi lại, kéo theo gia tăng việc tiếp xúc với động vật nuôi. Lượt tiêm vaccine dại tăng cao cũng do ý thức phòng ngừa với căn bệnh nguy hiểm này đã được cải thiện. Virus dại có thể lây truyền qua vết cắn, vết cào, xước hoặc là liếm trên cái vết thương của cái người bị tổn thương thì nó cũng có thể bị dại. Do đó nên là tất cả các trường hợp đều có vết thương thì đều có nguy cơ bị dại hết, chứ không phải là chỉ có vết cắn thì mới bị. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính, khi lên cơn dại thì khả năng tử vong là 100%. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đến ngay các cơ sở y tế tiêm ngừa khi bị động vật cào cắn hoặc liếm vào vết thương hở.